Các chuyên gia nhãn khoa thì đang lo lắng là cái sự tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng từ điện thoại hay là những thiết bị khác như là máy tính bảng và TV màn hình phẳng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mắt lâu dài. Và kết quả khảo sát trên 2.000 người dưới 25 tuổi cho thấy rằng là họ tiếp xúc với điện thoại trung bình 32 lần trên một ngày. Bác sĩ nhãn khoa Andy Hepworth cho biết rằng là ánh sáng màu tím xanh phát ra từ những thiết bị điện tử tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và độc hại đến đôi mắt lâu dài. Các nghiên cứu cho thấy rằng là tiếp xúc ánh sáng màu xanh tím quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh mù loà. Trong khi ánh sáng xanh là cần thiết để có thể điều chỉnh đồng hồ sinh học, thì ánh sáng xanh tím lại ảnh hưởng đến giấc ngủ và tâm trạng của người dùng, đặc biệt là những người để thiết bị quá sát mắt so với bình thường, khiến mắt phải bị căng ra. Và có một cái cuộc khảo sát được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia nhãn khoa khác cũng cho thấy rằng là trung bình một người trưởng thành dành gần 7 tiếng mỗi ngày để nhìn chằm chằm vào màn hình và gần một nửa cảm thấy là lo lắng khi phải rời điện thoại. Khoảng 43% người dưới 25 tuổi bị cáu gắt và bồn chồn khi không thể kiểm tra điện thoại lúc mà họ muốn. Và 55% người dùng thừa nhận rằng là mắt đã bị ảnh hưởng và các cơn đau đầu cũng thường xuyên hơn. Các chuyên gia khuyến cáo rằng cần đi kiểm tra mắt định kỳ và cho mắt nghỉ ngơi hợp lý khi dùng máy tính và thiết bị điện tử cầm tay.